Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động thương mại biên giới giữa Việt Nam và Campuchia đã có những khó khăn nhất định. Trước tình hình này, Bộ Công Thương và Sở Công Thương các tỉnh biên giới với Campuchia đã chủ động tháo gỡ khó khăn, đồng thời đề ra giải pháp khôi phục xuất nhập khẩu, phát triển thị trường ngay sau khi dịch bệnh được khống chế ở cả Việt Nam và Campuchia. Tại hội nghị trực tuyến về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới với Campuchia mới đây, vụ thị trường châu Á châu Phi Bộ Công thương cho biết, trong những năm vừa qua, quan hệ thương mại Việt Nam Campuchia luôn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ trung bình 12,15% trong giai đoạn 2015 2019. Năm 2019, kim ngạch thương mại Việt Nam và Campuchia đạt 5,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,56% so với năm 2018, đạt trước thời hạn và vượt mục tiêu kim ngạch thương mại 5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đề ra tại hội nghị, các sở công thương như Kiên Giang, An Giang, Tây Ninh, Đồng Tháp đã trao đổi về tình hình xuất nhập khẩu qua biên giới với Campuchia và các hoạt động nhằm đảm bảo xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Campuchia được diễn ra bình thường liên tục, đồng thời đảm bảo phòng tránh sự lây lan của dịch Covid-19. Đại diện các sở công thương cũng đưa ra một số kiến nghị nhằm tạo điều kiện cho hoạt động thông thương hàng hóa của hai bên như đơn giản hóa thủ tục xác minh chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với trái cây nhập khẩu từ Campuchia sang Việt Nam nâng cấp một số cửa khẩu chính lên cửa khẩu quốc tế và đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại đối với campuchia trao đổi với các sở công thương đại diện vụ thị trường châu á châu phi ghi nhận những nỗ lực của các sở công thương trong việc thông tin kịp thời tới bộ tình hình trao đổi thương mại với campuchia đồng thời chủ động kịp thời đưa ra các biện pháp nhằm thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa với campuchia ngay khi lệnh tạm dừng xuất nhập cảnh tại cửa khẩu biên giới được đưa ra thời gian tới bộ công thương sẽ phối hợp với các cơ quan ban ngành của campuchia tổ chức các hội nghị giao thương chương trình xúc tiến thương mại trực tuyến để quảng bá mạnh mẽ hơn nữa sản phẩm của việt nam tới thị trường campuchia